Chào các bạn. Trước mắt mình đây bây giờ đang là cánh đồng ở làng mình. Đây con đường này là con đường dẫn ra một mảnh ruộng khác ở nhà mình. Xung quanh là cánh đồng lúa. Bắt đầu lên đã xanh rồi. Đây lúa. Đây là khung cảnh buổi chiều ở quê lúc này đang khoảng là tầm 4 giờ. Đây các bạn thấy có ruộng lúa ngay đằng sau mình. À đây cái ruộng lúa này như hôm trước mình nói nhé, là lúa đây là người ta cấy này các bạn này. Để mình quay lại cho các bạn xem nhé, quay gần cái ruộng lúa mà người ta cấy cho các bạn xem này. Đây các bạn ơi, lúa mà người ta cấy là cái lúa nó có hàng nha các bạn. Hàng và khoảng cách từ cây lúa này sang cây lúa khác là đều nhau. Đấy, nó có hàng có lối. Đấy, còn cái lúa mà mình xạ đấy như ở khu vực phía Nam mình ấy thì nó không có ra hàng mà cái mật độ cây lúa nó sẽ dài dày hơn. Đấy, cánh đồng ở phía mình cũng khá là rộng. Con đường dẫn ra cánh đồng bây giờ người ta cũng làm xi măng. Đi lại ra cánh đồng thuận tiện hơn nhiều. Này mé con đường cũng có hoa rất là đẹp nha các bạn. Những cây hoa mặc dù là hoa dại thôi nhưng mà nó tạo ra một cái cảnh rất tự nhiên và rất đẹp. Đấy. Và để mình quay góc máy ra phía chỗ mà có mẹ mình đang làm ở mảnh vườn ở mảnh ruộng nhà mình nhé. Các bạn thấy cái đống rơm nhỏ nhỏ ở đây không? Đấy cái đống rơm này. Và mình thấy là cái bên cạnh cái đống rơm thì có một chiếc xe đạp. Đấy và có một cái người đội nón đây này các bạn này. Đây chắc là mẹ mình đây. Tí nữa thì mình sẽ đi ra chỗ này xem mẹ đang làm gì ở đấy. Chắc là mẹ đang cắt rau để chuẩn bị đi chợ vào buổi ngày mai đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra phía mẹ. Đây là những ruộng lúa ở quê này các bạn ạ. Các bạn thấy có một bác đang đeo đằng sau lưng là một chiếc bình thuốc trừ sâu để trừ trừ sâu cho lúa nha các bạn. Đấy, những khung cảnh ở quê rất tự nhiên. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm và tôi cũng yêu em. Đấy, các bạn thấy vài câu hát ở trong bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Đấy, nội dung của mấy câu hát này thì có thể hiểu đấy là những cái thứ gì mà nó thuộc về tự nhiên, nó đến tự nhiên thì nó rất là dễ gây cảm tình đối với cái người nghe hay là người nhìn, rất dễ đi vào lòng người. Và ở đây những cái khung cảnh cánh đồng quê thì cũng như vậy các bạn ạ. Đấy, những cái tiếng kêu của những cái con kéo kẹt, ở mình gọi là con kéo kẹt đấy, ở ngoài cánh đồng nghe rất vui tai. Mình đang đi lại gần phía chỗ mẹ mình làm rồi. Đây ruộng nhà mình đây các bạn ơi, ruộng nhà mình này. Đấy mẹ mình đang làm, đang nhổ hành. Đây có mấy luống rau. Đây cái này là rau riếp nha các bạn. Rau riếp ở trong Nam như mấy bạn hay gọi là rau xà lách đấy. Đấy rau riếp. Rau này thì đã được thu hoạch rồi. Những cái chỗ mà đất trống này là mới thu hoạch rau và đang gieo đợt rau khác. Có cả những bông hoa cúc ở phía đầu của luống rau này các bạn này. Đấy hoa cúc rất là đẹp.
Đây những cái luống rau 1 2 3 4 5 lúa. Ruộng rau nhà mình có 5 lúa. Thì hầu hết là trồng rau riếc hay là rau xà lách đấy các bạn. Đây mình quay lại gần cái luống rau cho các bạn xem này. Có những cái bông hoa cải nhỏ nhỏ đây. Đây là những cái bông cây nhỏ nó mới mọc lên sau khi mà đã thu hoạch những cái cây cải to đấy. Đấy, cải nó đã ra hoa, mùa hoa cải. Có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông. Em đang thì con gái đợi anh chưa lấy chồng. Đấy, có một cái bài thơ như thế, mình nhớ là như thế. Đây những cái luống rau ở quê. Đây mẹ mình đang nhổ hành này, đang tỉa hành này. Đấy mẹ mình ấy. Mai đi chợ đấy hả mẹ? Giờ nhổ mai đi chợ hả? Đây mẹ mình thì cứ ngày thường là buổi chiều là đi ra nhổ rau hoặc là những cái cây ở trên ruộng này này. Xong là về. Về buổi tối thì rửa và làm sạch để buổi sáng thì lại mang đi chợ. Đấy. Cảnh ở quê đấy các bạn. Đây có một ít cây cà chua nữa các bạn ơi. Đây cây cà chua này các bạn. Cà chua nó cũng đang ra hoa rồi. Đây những bông hoa cà chua này. Đấy, các bạn có nghe thấy tiếng cái con cáo kẹt ở ngoài đồng không? Nó cứ kêu kẹt kẹt ấy. Đây những cái bông xà lách đây, rau riếp ấy. Mình lâu lắm rồi mới nhìn thấy những cái cây ở ngoài quê như thế này này. Nhìn nó mở rộng cái nhãn quan của mình, nó thoải mái cái tầm mắt ấy. Đây xung quanh ruộng nhà mình. À ở đằng xa kia mình còn thấy một một trong những cái cảnh rất tự nhiên đó, đó là có mấy cái con bò nhỏ nhỏ đang mải mê ăn cỏ ở phía đằng xa đây này. Các bạn thấy không? Mình đang zoom lên. Đấy một tí nữa thì mình sẽ ra mình quay cho các bạn xem những con này. Đấy. Ở quê rất bình yên các bạn. Ánh sáng buổi chiều cũng đang nhạt, yếu xuống dần, nhưng mà rất dễ chịu. Mình đang đứng cạnh với cây cà chua mà cái mùi mình khi mình cọ vào mấy cái cây cà chua đấy, nó tỏa cái hương lên đặc trưng lắm. Rồi dừng, mình tạm dừng chỗ này nhé, để mình di chuyển ra phía này tí nữa mình quay cái mấy cái con bò đang gặm cỏ cho mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đi lại gần hơn chỗ những cái con bò đang gặm cỏ ở ngoài phía xa kia cho các bạn xem hình ảnh rất là nên thơ ở cánh đồng quê nha các bạn. Đấy, những cây chuối đằng sau đã thấp thoáng những con bò gặm cỏ rất hồn nhiên. Đây, bây giờ các bạn đã thấy rõ hơn chưa? Đấy những con bò này, một cái con mương ở ngay phía trước mặt các bạn đang thấy đấy. Con mương này thì dẫn từ ngoài sông lớn về, dẫn về đến cánh đồng. Hôm nay thì nước lớn hơn mọi ngày. Đấy con mương và cái bờ cỏ này các bạn thấy này. Đây những con bò này đang gặm cỏ đúng đỉnh. Đấy. Đây có một con nữa. Con này ở gần nhất. Các bạn có thể thấy rõ nhất. Đấy. Xa xa là những trục đường chính. Trục đường chính chạy qua địa phận của và một xã bên cạnh của xã mình.
Đây có một cây trứng cá này các bạn này, cây trứng cá. Cây đa bến nước Sơn Đình. Đây các bạn ơi, ở đây thì mình có quan sát thấy một cái hình ảnh khá là nổi bật và có cái nét tương phản, rất dễ so sánh để mình cho các bạn quan sát. Đây là các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của ruộng lúa mà gieo xạ nha các bạn. Ruộng lúa gieo xạ thì những cây lúa lên cái sức sống của nó có cảm giác rất là yếu và nó chỉ lưa thưa thôi. Thân lúa nó mảnh. Còn sát cạnh bên đây là cái ruộng lúa mà người ta trồng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, tức là trồng thẳng hàng đấy các bạn, trồng có khoảng cách và thẳng hàng. Đấy thì một gốc lúa của nó cũng phải tầm khoảng gốc nào mà to khỏe là cũng phải 6 đến 7 nhánh. Còn gốc ít như chỗ này thì nó cũng khoảng 3 nhánh. Đấy. Đây là cái lợi ích của việc trồng lúa theo đúng hướng dẫn của nông nghiệp. Đây một bên là gieo xạ này, bên đây thì là cấy này, cấy thẳng hàng này. Đây cánh đồng rất là rộng các bạn. Đây cái ruộng đằng sau này thì là những cái cây lạc nha các bạn, ở quê mình gọi là cây lạc. Còn ở trong khu vực phía Nam đấy thì cây này người ta gọi là cây đậu phộng đấy các bạn. Đậu phộng đấy. Đấy những cây này nó còn nhỏ. Cây này khi mà nó lớn ấy, thì nó vươn tán, nó đan xen nhau. Cái khi nó hình thành củ thì cái củ nó sẽ nằm về phía mặt đất, phía dưới mặt đất. Đây những cái luống lạc nha các bạn. Đấy những luống lạc người ta đánh thành luống, từng luống một. Còn đây là một cái luống đậu, đậu ve đấy các bạn. Người ta cắm những cây cột gỗ, những cái thân tre gỗ để cho nó leo lên. Tại vì đây là một cái dạng cây leo. Đây và cạnh đây là một cái hình ảnh về những cái luống cải. Đây là những luống cải ngọt đấy các bạn. Đây, những mình quay lại gần những cái luống cải ngọt để cho các bạn xem này, cây cải ngọt này. Cải ngọt là như mình ở ngoài Bắc thì mình gọi là cải ngọt, còn ở trong khu vực phía Nam mình ấy, ở ngoài Bắc mình thì gọi bình thường người ta gọi nó là cái cây tên là cải thìa, tức là hình dạng lá của nó giống như, như chiếc thìa hay là chiếc muỗng đấy. Còn ở khu vực phía Nam mình thì nó gọi là cây cải ngọt. Đây những cây cải, những luống cải rất xanh. Đây tiếp nữa các bạn đang quan sát thấy là những cái luống ớt nha các bạn, những luống ớt. Đây những luống ớt, những luống ớt này thì đã thu hoạch rồi các bạn. Đây chỉ là những cái cây mà sau khi thu hoạch nó còn lại thôi, những cái quả cũng thưa thôi chứ, nhưng mà vẫn có thể là để đây để thu hoạch tận dụng nha các bạn. Đấy những cây ớt. Ngày xưa thì người ta trồng cái cây ớt nó gọi là ớt sừng trâu đấy, nhưng mà về cái giá trị kinh tế của nó không cao và cái độ cay của nó cũng không cay bằng cái loại ớt này nhé. Ớt này thì thường người ta gọi là ớt hiểm, hay ở quê mình thì nó gọi là ớt thóc. Thì thứ nhất là giá trị kinh tế nó cao hơn. Đấy. Cái độ cay của nó cũng cay hơn. Và cái độ bền của cái quả khi mà nó chín đấy, cái khả năng rụng của nó từ trên cây thì nó giảm hơn nhiều so với cái quả ớt kia, quả ớt sừng trâu đấy. Những quả ớt sừng trâu thì đến khi mà nó chín đấy thì nó chỉ khoảng 3-4 ngày nó đỏ xong là bắt đầu nó tự nó rụng xuống. Còn những cái quả này thì cái thời gian mà nó rụng cuống nó lâu hơn, người ta gọi là độ rụng đấy, sự rụng đấy. Trong sinh học người ta gọi cái từ đó là sự rụng quả.
Đấy, theo ngôn ngữ thì nó có sự tạo hoa và sự rụng quả. Đây, và bây giờ thì mình lại quay trở về phía chỗ mẹ mình. Ở dưới đang tỉa rau, đang tỉa rau xà lách ở dưới ruộng. Đây, còn đây là những cây hành nha các bạn. Những cây hành, nhưng mà ở những cái cạnh những cây hành thì nó có những cái cây cỏ. Đây là nó có, đây mình lựa cái cây hành cho các bạn xem. Đây, cái cây này là cây hành nha các bạn. Các bạn nào mà ở khu vực thành phố không biết cây hành đấy. Lá hành trồng trên ruộng đấy. Đây, luôn hành. Một tí nữa thì các bạn sẽ được xem cái hoạt động tỉa rau của mẹ nhé, của mẹ mình. Đây các bạn quan sát được trực tiếp hình ảnh thu hoạch rau, người ta gọi là tỉa la rau riếp hay là rau xà lách. Đây, mẹ mình đang tỉa những cái cọng rau riếp các bạn này. Đấy, mẹ đấy, mẹ đang tỉa thưa đi, tức là những cái cây rau riếp nó ra lớn và nó có cái độ xòe đây, thì mình sẽ tỉa bớt đi những cái cành ở phía dưới gốc của nó để đem đi bán. Những cái cây này có thể mình tỉa về ăn được. Đây là rau của nhà chồng, ở quê thì rau rất là sạch các bạn ạ, tỉa về không dùng thuốc, chỉ tưới thôi. Nên là mình tỉa về thì chỉ rửa đi xong là có thể bỏ vào luộc hoặc là xào. Đây là mẹ đang dùng rơm để bó lại, bó thành bó. Rồi sau là khi về nhà thì mình sẽ phải rửa lại qua một lần để cho sạch, thì mình mới đem đi chợ mình bán vào buổi sáng. Đây, những luống rau riếp. Đây, mặt trời đã lúc này đã dần xuống thấp rồi nè các bạn này. Đã mặt trời sau một ngày cũng cảm giác như mỏi mệt nên đang lẩn sau một cái đám mây các bạn ạ. Và bắt đầu thấy mình nói lẩn phát là nhô lên. Đây, đang ló ra rồi. Để mình zoom lại gần lên. Đấy, các bạn thấy không, mặt trời này. Rồi kéo lại gần. Đấy, một hình ảnh lúc chiều đấy các bạn. Đây, và mình xin mấy giây để quay hình ảnh người quay phim nhé các bạn. Đấy, người quay phim mình đang đi lại gần phía bờ ruộng, đầu ruộng, để chắc nào chuẩn bị đi về nhà. Một tí nữa thì về nhà để nấu cơm các bạn ạ. Rồi, video hôm nay thì chắc xin phép dừng lại ở đây nhé. Thì các bạn cũng có thể thấy cảm nhận được một phần nào ở cánh đồng ở quê mình rồi. À kia, nãy cái bác kia là bác đây này, cái bác này này. Nãy mình nhìn thấy là mình tưởng là đi trừ sâu, nhưng mà là đi trừ thuốc cho rau nhé các bạn. Rồi, mình xin phép dừng video hôm nay ở đây nhé. Cảm ơn các bạn nhé.